Xin chào mọi người buổi chiều nhé. Em có 4 cái cây máy cưa hàng Nhật bãi giới thiệu cho mọi người. Thì có 2 cây máy cắt gia đình này và có 2 cây máy cắt khai thác gỗ chuyên nghiệp. Thì có 4 cây, mã là mã U nhá. Từ U1 cho đến U4 này. Có những dòng máy Estin 021 này, những dòng Komatsu 3500 này. Đấy, máy Shinewa 303 và cây Makita MDE335. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Bên em đều có bao phí vận chuyển nhá, bảo hành các bác 6 tháng. Khi shipper giao hàng đến, mọi người được kiểm tra test máy, thử máy đầy đủ luôn, cưa thẳng vào gỗ luôn được. Đó, đảm bảo cho mọi người là máy móc bao ngon nhá, bao zin. Và khi trước khi giao hàng cho mọi người, bên em sẽ bảo hành và sẽ kiểm tra thật kỹ rồi bắt đầu mới gửi hai máy đi. Ok, về lô đầu tiên này là U1. Thì em có một cây máy Makita MDE335. Thì cây này công suất là 35cc và nòng nó là 39 ly. Đó, máy nòng máy lớn nhá. Hệ nòng đứng, máy đây, chữ Lam đẹp nhá, có chữ Makita đây này, Nam zin theo máy nhá. Và đặc biệt nó là cái xích này lên xích mới luôn này. Đó, lên xích mới các bác phải cắt nhá, không cần lăn tăn là xích cũ kiếc hết. Lên xích mới luôn. Đó, mà giá chỉ 1.500.000, bán rất là mềm. Đây, gốc nước chiếc nhá, đẹp nhá, chỗ này nó bị dính dầu nhá. Em cắt gỗ thử nên là nó dính một chút. Đấy, U1 1.5 đã cắt thử qua gỗ nhá, đảm bảo ngọt lịm cho anh em luôn, rất là VIP. Đấy. Dòng này trọng lượng cân nặng là hơn 4 cân một chút. Đó, nhớt lam các thứ đầy đủ. Mà lam của máy này lam dài 45 nhá, được cắt 40. Đấy, hệ cắt khai thác. Các bác có những cây gỗ lớn như cây gỗ mỡ, gỗ quế hay là cắt kê dừa, đấy thì chơi cái hệ này thoải mái luôn. Nó vừa rẻ tiền mà nó đảm bảo được các cái thông số cho các bác. Đấy. Mà giá này là có bao ship luôn mọi người nhá, có bao ship luôn. Đấy, có bảo hành luôn nhá. Đấy, rất là VIP. U1 giá là 1.500.000. Đấy, rất dễ nổ. Nhớt xăng, nhớt lam đảm bảo có luôn nhá, đảm bảo hết này, nhớt độ nhạy nổ cao, nhớt lam đầy đủ, máy móc cái như quảng cáo. Đấy. Ok, hàm rồng này. Đó, cái mã vô này chỉ cần đi mang cái cọ nồi nhá, cọ qua phát lại đẹp như hoa hậu ngay. Ok, U1 1.5 này. Tiếp theo một chiếc máy U2, cũng là một cái hệ máy cắt gia đình nhưng mà nòng máy lớn. Cái hệ này nòng 39 nhá. 303 30 có dòng này 31 32cc đấy ạ. Đó, như dòng Shinewa có hệ cắt khai thác và hệ cắt chuyên nghiệp. Nó đánh ra hai phân khúc, dòng ống cắt khai thác có những dòng máy Shinewa 360, 39, 3380. Đó, dòng cắt gia đình thì nó phải là tiết kiệm xăng như dòng 303, 304. Đó, Shinewa Short 1029 các thứ đó là cái hệ cắt gia đình. Thì cái hệ này là hệ vừa, nó là độ tiết kiệm xăng cao. Đó, là cắt gia đình mà nó ngốn như cây cắt khai thác thì nó không phải. Nhưng đây là nó độ tiết kiệm xăng cũng khá là lớn. Và chạy thì cực kỳ bốc nhá, dòng Shinewa nó thương hiệu đó là chạy rất là bốc. Đấy. Lam Shinewa nhá, lam zin nhá, chữ nó hơi mờ một chút. Này lam Shinewa. Cái xích này tỷ lệ phần trăm còn cao này, xích tỷ lệ nó còn đến 80%. Cho cắt thoải mái luôn. Hai chân ốc lam nhá. Đó. 303. Ok, 2.400.000, mã là U2, test nổ luôn này. Đó, dòng này có trợ lực nhá. Rất là dễ nổ. Cái hệ này em bán rất là nhiều nhá, chưa có anh em nào bình luận hay là anh em nào gọi điện chê cái máy này yếu hay nọ kia gì cả nhá. Đấy, đảm bảo cho các bác chạy bao khỏe luôn, dòng Shinewa Short, dòng Shinewa. Đấy. Nhông nhức bên dưới này nhìn như mới, rất là mới luôn. Đấy, rất là đẹp nhá. Ok. Sườn này, chân này. Đấy, U2 giá là 2.400.000. Cái dòng này thì trọng lượng cân nặng nó tầm 3 cân 7, 3 cân rưỡi, 3 cân 7 nhá.
rất là nhẹ, các bác cắt đi khai thác cực kỳ hợp lý. Mà các bác nào lớn tuổi này thích những cái hệ máy của dòng Cinewa, ăn tiết kiệm xăng, chạy nó phải bao bốc một chút, hay đi cắt củi để nấu rượu hoặc là đi cắt cây xung quanh nhà thì chạy cái hệ này thì thoải mái luôn. Đó, không cần các bác phải chạy cái máy lớn, chạy cái máy này đã đảm bảo được hết cái công việc mà nhà của mình đang mong muốn rồi. Có U2 2,4 triệu. Tiếp theo là một chiếc máy U3 này, là dòng Komatsu, nó được cái thương hiệu của dòng ông Ryobi, ông ấy sản xuất. Đó, cái này là do bị bẩn nhá bác nhé, không phải do bị bạc đâu nhá. Cái này khả năng là bị dính nước, dính cái gì ấy, lau đi là hết nhá. Đó, các em rửa chưa sạch. Cái dòng này thì đây, máy làm đẹp nhá, làm Ryobi zin này. Đấy, xích 91 nhá, xích em để hơi trùng. Xích 91 này, làm được cắt 40, máy làm dài 40 được cắt 35. Đó, U3 để giá là 2.700.000. Dòng Komatsu 3500, máy này công suất là 35cc và nòng của cái máy này là 40 nhá. Đấy, nòng dài, các bác đi cắt gỗ khai thác thoải mái. Như cái dòng của Komatsu chạy bao bền bao bốc luôn. Đấy, như cắt cỏ với cưa chạy cực kỳ bốc nhá. Hệ này cắt vô đối thủ luôn, U3 giá 2. Có trợ lực luôn. Đó, U3 giá là 2.700.000 đồng. Tiếp theo là một cây máy cuối cùng ngày hôm nay, là một cây Estin. Estin U4 này là cây Estin 021, là hệ cắt khai thác của Đức. Như các bác biết, những dòng máy Estin 021, 023 là cái thương hiệu lớn để các bác đi cắt gỗ, xẻ cắt gỗ khai thác thoải mái luôn rồi. Đó, công suất 40cc, nòng 40mm. Những ông Đức ông sản xuất máy thì siêu bền luôn nhá. Có hai chế độ làm lớn này. Xích lên xích mới nhá, xích 91 luôn. Đấy, có xích 91 làm cắt thoải mái luôn, rất là đẹp. Đó, bô máy này. Ok, máy này thì trọng lượng cân nặng tầm 5 cân, rất là đầm tay các bác cắt cưa. Nhiều bác có thể là như em xem trên video nhá, nhiều bác mang cái cây này này, leo trên cây dừa đi đốn cây dừa từng khúc khúc một, cắt rất là khỏe. Đó, cực kỳ là khỏe luôn. Anh em có thể xem trên YouTube tham khảo những cái hệ máy này, nó cực kỳ bền. 021 đó, test nổ luôn này. U4 giá là 3.100.000 đồng. Đó, có hết được nhiều máy nhá. Các bác nào mà đi cắt gỗ nhiều thì cắt gỗ thuê chẳng hạn đấy, đi cắt cả ngày được cái hệ này luôn, rất là khỏe. Các bác nghe tiếng máy nha, cực kỳ là chất lượng luôn. U4 nên để giá là 3.100.000, có bao ship luôn, có bảo hành các bác nhá. Đây là bốn cái máy vừa giới thiệu qua. Các bác nào có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó trong lô máy này thì cứ liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.